các bạn. Tôi rất là vui mừng khi các bạn thành viên Aikido đã cùng tôi chia sẻ và đồng hành trong vấn đề tìm ra những cái phương pháp tập luyện chính xác. Cảm ơn các bạn đã gửi cho tôi những cái video clip để tôi có cái đề tài tham khảo và chia sẻ cho các bạn những điều đã được trải nghiệm. Nhưng bên cạnh những cái tích cực đó, vẫn có những cái tiêu cực trong cách nhìn và trong cách huấn luyện. Mới đây có hai cái clip Aikido của hai thành viên trong hội quán gửi cho tôi. Một clip là, trong hai clip này có một số vấn đề mà tôi nghĩ có thể các bạn trong cách nhìn và trong cách huấn luyện. Mới đây hai thành viên trong hội quán gửi cho tôi một clip là, trong hai clip này có một số vấn đề mà tôi nghĩ có thể các bạn cho đó là nó không đáng để mà nói, nhưng đối với tôi thì hai clip này đã làm cho tôi rất là đau, cảm thấy khó chịu vô cùng, không nói cũng không được, mà nói thì lại sợ các bạn buồn hoặc là các bạn bực bội, tỏ vẻ như là châm biếm. Nhưng thật sự khi xem hai clip các bạn gửi, tôi có một số điều muốn nhắn nhủ các bạn. Nếu các bạn là huấn luyện viên đang đứng lớp của một cơ sở, của một cái đơn vị nào đó, đơn vị Aikido nào đó tại Việt Nam, thì cái đầu tiên tôi xin nhắc nhở các bạn là khi các bạn dạy cho ray trắng thì các bạn hãy nhớ những điều kiện sau đây. Các bạn không cần phải dạy cho các em ở độ tuổi mới vào những cách lăn té lộn, té nổ nhiều hơn là té lộn. Vì đây là các bạn đã tự hủy cái quá trình thành công của các em. Chưa gì ra trắng các bạn đã kêu bẻ một đòn Kotegashi. Bình thường chỉ cần té ngửa, té lộn ngược về sau, thì các bạn đấy khuyến khích cho các em té nổ với cái điều kiện sân bãi các bạn, cái độ dày của sân bãi nó chưa đủ để đảm bảo cái độ té nổ. Và điều thứ hai tôi nhắc nhở trong cái clip của em bé nhỏ đai trắng với một hình như là, tại sao không còn người nữa sao mà ta phải lấy một cái em nhỏ đánh với một cặp đôi với một cái người to lớn đai trắng? Thì tôi không hiểu các bạn huấn luyện như thế là huấn luyện như kề về cái điều gì. Ngay từ đầu các bạn đã đưa các em đi vào cái tư thế biểu diễn hơn là đánh đòn hay là học.
cái điều này là cái điều không thể nào trong một clip mà có tới hai điều, ba điều phải nói. Thứ nhất là để trắng các bạn để dạy té nổ, là cô Tegashi, mà cô Tegashi không cần phải té nổ. Đây trắng mới vô, không cần té nổ, với cái điều kiện của sân tập, cái tập bi của các bạn, cái độ dày nó không có đủ độ để bảo đảm cho cái độ té của các bạn nó an toàn, dễ bị chấn thương. Và các bạn bắt cặp không đồng bộ thì làm sao mà tiến bộ được. Đó là một clip dành cho đai trắng. Thứ hai là các bạn gửi cho tôi, đó là một cái anh huấn luyện viên đai đen đang huấn luyện một em gái nhỏ mang đai xanh té nổ với cái dạng gọi là chạm tay, chỉ dịnh tay thôi mà dắt đi để làm đánh đòn xuống. Đòn gì mà đánh được như vậy? Đây là một cái chuyện khó tin được nhưng mà lại có thật. Phương pháp huấn luyện tôi đã nói với các bạn, nhưng các bạn phải chọn lọc chứ không khác, các bạn phải dạy bừa dạy bờ bãi, dạy theo ý của mình, dạy theo cái trào lưu kết nối trên internet, trên YouTube của mấy ông nào là Bruno TC chạm tay rồi dắt đi giống như năm dính như 500. Các bạn không hiểu các bạn là đang làm cái gì. Rất nhìn cái em bé té mà các bạn không, thay vì các bạn đánh đòn có si, các bạn đánh các em bé và đặt quăng các em bé xuống té đập, làm sao kiểm soát được cái bộ, cái độ chân của các em bé nó xuống cái tạp bi như thế nào, nó đều hay chưa, tay đặt đúng hay chưa. Các bạn có thể quăng otoshi, kêu nó ôm, quăng nó té, nó tự đập. Hoặc nếu bạn muốn cho các em té đập thì các bạn hãy để một cái tấm thảm cho các em tập quăng té đập cho tới khi nào các em giỏi té hai chân đều. Chứ tại sao mà các bạn quay một cái clip nhìn thấy em bé, các bạn không biết phụ huynh của em bé như thế nào, nghĩ thế nào, đồng tình với các bạn hay không? Nhưng đối với tôi thật là đau lòng khi tôi nhìn thấy em bé té thì tôi liên tưởng ngay đến cái chị Hoàng Lan, là cái chị hiện nay đã bị chấn thương cột sống, bị liệt cả người cũng vì té có si,
cho nhiều. Cứ mỗi lần lên sân tập là đòi té có si, với cái ý niệm như là một số cái đen đen, các bô lão ngày xưa nói rằng té có si nhiều để lưu thông máu huyết. Nhưng thật sự các bạn đã phá hoại cái thân thể người ta. Nếu tôi là phụ huynh của học sinh đó, của võ sinh em gái đó, tôi sẽ không đồng tình với cách dạy đó. Và tôi cũng không đồng tình với cái người quay cái clip đó. Thấy cái em té như vậy mà không phát hiện ra được là nó sai chỗ nào. Nhưng tôi không hiểu tại sao có một số đai đen cho đó là cái gì nó phấn ni lắm. Và có thể là phát biểu những câu như là trăm có vẻ trăm biến lắm, vui lắm. Nhưng thưa các bạn, đối với tôi cái điều đó là không chấp nhận được. Các bạn phân đi, nhưng tôi không có phân đi. Tôi coi các bạn đó là các bạn coi thường sức khỏe mọi người. Các bạn không có trình độ nên các bạn coi thường những cái điều đó. Tôi không biết Aikido các bạn trình độ ở mức độ nào, nhưng với cái cách ứng xử các bạn như vậy là tôi hiểu ngay các bạn chưa, cái level của bạn cũng chưa có cao. Nên các bạn đừng có vội mừng và tự hào gì cả. Học Aikido đã nói là môn võ, nó tình thương, nó nhân ái. Đã mở miệng ra là cứ nói là lo cho sức khỏe này. Nhưng tất cả các đoàn các bạn đều bây giờ là té đập, té nổ, dùng sức trâu bò, chứ đâu có bao giờ dùng cái kỹ thuật đâu. Thành ra tôi yêu cầu các bạn vẽ vời ra những cái đòn thế, phân ra thêm nhiều cái chi tiết, chỉ khiến cho đòn nó nặng thêm thôi. Và những cái thế không có, các bạn đừng có đem vào Aikido. Tôi thấy có một số huấn luyện viên muốn đẩy chăng 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 ghê hết. Gậy ngắn không có bài, trong cái đâu không có bài. Bạn lấy từ ở đâu? Bạn ra bạn muốn ba lần, ba lần. Nhưng tôi nói thật với bạn, Tambo không có bài. Tôi đã nói với bạn rất là nhiều lần rồi. Cái kỹ thuật xoay côn, lắc côn, nó rất là dễ. Cho côn qua đầu tay hay đánh gì, không có bài. Tôi sao không hiểu tại sao các bạn coi như nó ghê gớm lắm. Phân tùm lum tùm la hết. Mà nói đến là các bạn lại cười. Nói đến thì các bạn cho nó là cái này là funny, nói như là trò chơi. À quên nữa, trong cái clip, tóm lại, trong các clip, hai cái clip các bạn gửi, tôi xin nhắc lại cái điểm các bạn nên chú ý khi các bạn coi hai clip này thì sẽ biết. Đai trắng không nên dạy té đập, nhất là đó là đòn Kotegashi. Thứ hai là các bạn phải chú ý cách bẻ Kotegashi xong rồi là không có cái chân mà đứng. Để một bên dài thẳng ra. Hãy chú ý té nổ
dạy cho người ta tới nổ, cho để trắng tới nổ. Trong sân tập, nếu cái ta bi mình nó không có độ dày, nó không có nhiều, thì các bạn nên tìm thêm một cái tấm nệm để giúp cho các an toàn cho người tập. Còn clip thứ hai là các bạn phải lựa chọn cái phương pháp té tập, té nổ, té có si. Có rất nhiều phương pháp tốt cho sức khỏe, là các bạn hãy những cái đai cao khi quăng, tập quăng, vừa đánh cho các em bé đai thấp té có si, cho hai cái chân nó xuống đều. Và té nổ phải có cái đồ để mà gọi là dày, độ dày để đủ bảo vệ cái sức khỏe của người tập, nhất là các em nhỏ. Và điều lưu ý quan trọng đó là các em nhỏ, các em gái nữ khi vào phòng tập phải lưu ý các cái tóc tai, búi tóc đàng hoàng, phải gọn gàng, không để như cái tình trạng giống như cái em nhỏ này, tóc thì dài. Lỡ mai giống như trong cái clip của thầy Phong, thầy Phong đạp lên đầu của một cô bé người Mỹ, té có si, đạp ngay cái tóc khi cô ta ngồi dậy. Tôi đã nói cho các bạn nghe rất là nhiều mà các bạn không chịu lắng nghe, tìm đủ một cách cười giỡn. Tôi xin sorry các bạn. Tôi rất là nghiêm túc trong vấn đề chia sẻ những cái thông tin với các bạn, thì mong các bạn hãy nghiêm túc. Bất cứ ai coi đây là nơi để giải trí thì xin rời khỏi. Cảm ơn các bạn.